Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1162 rồi Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn Đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thy Thanh Phạm Tập 1161 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa úp chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên đó là bạn nguyễn thị phương loan bạn phong huỳnh và bạn huỳnh văn bình minh các bạn nha còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó Thì các bạn vui lòng gửi qua email a gmail com Hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm Để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cà Mau. Hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, cách đây đã 50 năm về trước. Mẹ của bạn kể rằng á là hồi đó bà ngoại của bạn mất rất là sớm. Vào năm mà bà mất thì bà chỉ mới có 40 tuổi mà thôi. Mẹ bạn là con thứ bảy của ông bà ngoại, năm đó thì mẹ được 10 tuổi. Thì ông bà ngoại có nhiều con cái, nhưng mà gia cảnh thì cũng khá giả và có nhiều đất đai. Thì vào cái năm mà bà ngoại của bạn mang thai người con thứ 9, thì lúc đó ông bà ngoại thấy rằng cái căn nhà mà gia đình đang ở nó nhỏ quá, với lại nó cũ kỹ quá mà con cái thì đông với lại con thì càng lúc càng lớn cho nên mình thấy căn nhà càng lúc càng nhỏ càng chật chội đi Thành ra ông bà ngoại của bạn đã quyết định sẽ cất một cái căn nhà lớn hơn ở kế bên cái căn nhà nhỏ luôn. Thì lúc đó là cũng kêu người đến để mà xây cất ha. Thì ban đầu xây thì cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Khi mà xây được cái nền nhà với lại hai cái vách tường hai bên rồi á, thì hôm đó có một cái ông mà theo mẹ kể, cái ông này là người trà. Ông đến và ông dắt một cái chiếc xe 67 kêu ông ngoại của bạn mua mà thời điểm đó là chỉ có người có tiền mới mua chiếc xe 67 thôi nha các bạn. Tại vì hồi xưa thì đa số là người ta đi bộ hoặc là người ta đi xe đạp. Thì lúc này bà ngoại của bạn không có chịu. Bà ngoại mới nói rằng là thôi ông dẫn ông đi bán cho người khác đi. Tại vì nhà tôi thì không có ai có nhu cầu mà chạy xe 67 cả. Với lại mấy đứa con tôi cũng còn nhỏ lắm, nó chưa chạy được đâu. Thôi ông bán cho người khác đi thì cái ông này ổng cũng không có trả lời gì cả các bạn ổng ấy dắt xe đi nhưng khi mà ổng dắt tới cái nhà mà ông bà ngoại đang cất á thì ổng đứng ổng nhìn rất là lâu ổng đứng ổng nhìn nhìn rất là lâu vậy đó ha cái ổng mới dắt đi luôn các bạn thì sau khi mà ổng hả đi á tầm khoảng chừng hai ngày sau thì bà ngoại của bạn tự nhiên đổ bệnh thì lúc đó là bà ngoại có bầu cái bụng cũng to to rồi khi mà bà ngoại đổ bệnh á thì ông ngoại có đưa bà ngoại đi nhà thương khi mà vô khám á thì bác sĩ nói rằng á là do bà ngoại có cái bệnh là bị đau bao tử từ nào tới giờ rồi thêm á là bà đang có thai nữa cho nên á là bà bị mệt mỏi khó chịu thôi chứ không có vấn đề gì đâu rồi cũng cho bà ngoại về ha nhưng mà càng lúc về sau bệnh tình của bà ngoại càng lúc càng nặng hơn các bạn cho nên ông ngoại phải đưa đi rất là nhiều nơi nhưng mà chỗ nào ở trong bệnh viện á là người ta nói rằng á là bà ngoại hoàn toàn không có bị bệnh gì cả bình thường thôi đi đến nỗi mà phải ngưng cái công trình xây dựng lại không có xây tiếp nữa thì sau đó là hàng xóm láng giềng người ta thấy rằng á là sao mà bà ngoại bệnh giống như cái kiểu mà bị người ta yếm cho nên là mới kêu rằng là ông ngoại đưa bà ngoại đi thầy coi thử coi sao Thì lúc đó là ông ngoại cũng đưa bà ngoại đi coi thầy Đi coi rất là nhiều thầy luôn Thì mấy ông thầy này mới nói rằng á là bà ngoại của bạn chính xác là bị yếm thiệt nhưng mà mấy cái ông này không có gỡ được Là tại vì cái người yếm bà ngoại Người đó rất là cao tay Mà người ta yếm là để cho bà ngoại chết thôi Cho nên đó là người ta Mấy ông thầy không có gỡ được các bạn Thành ra hả là ông ngoại cũng không biết làm sao Dẫn bà ngoại về ha thì sau đó là ông ngoại cũng có mấy cái người bạn mà hay đi làm ăn á Thì mấy người này mới nói rằng có biết một cái ông thầy gỡ yếm ở ngoài Quảng Ngãi rất là hay Kêu rằng á, là ông ngoại dẫn thử bà ngoại ra gặp ông thầy đó thử coi làm sao Thì thời điểm đó là các bạn biết đó là bụng bà ngoại rất là to rồi Và không có bao nhiêu ngày nữa sắp tới ngày sanh Nhưng mà do lúc đó nặng quá rồi Cho nên á là ông ngoại đã đưa bà ngoại đi nha các bạn Khi đi á, là chỉ có hai người thôi Sau này thầy khi mà về á là ông ngoại kể rằng á là cái lúc mà đưa ra kiếm nhà ông thầy đó thì cuối cùng kiếm cũng được và đi vô thì ông coi lại thì ông nói chính xác là bà ngoại bị người ta yếm thì ông này ông gỡ được các bạn ông đã dùng trứng gà đó rồi cái ông cúng và ông lăn nha khi mỏng lăng 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 ha ông ngoại của bạn bẻ ra ông ngoại nói rằng không tin được luôn ở trong trứng á là có những cái chụm tóc mà nhỏ 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 như vậy nè với lại có lửa lam nhưng mà dạng lửa lam không phải là nguyên cái lửa lam mà lửa lam mà bị bẻ nhỏ 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 góc xéo góc xéo vậy đó cứ một trứng á là hai ba miếng lửa lam như vậy với lại hai ba chụm tóc nhỏ nhỏ thì sau đó là ông thầy nói rằng bây giờ á là yếm thì ổng đã gỡ ra hết rồi nhưng mà cái sức khỏe của bà ngoại yếu quá bà ngoại lại sắp sinh con nữa cho nên nó là không biết rằng là bà ngoại có qua được hay không cái này là tùy vô bà ngoại mà thôi thì sau đó là ông ngoại cũng đưa bà ngoại về ha nhưng mà chưa có kịp về quê thì bà ngoại đã đau bụng đẻ cho nên nó là ông ngoại đã đưa vô bệnh viện ở quảng ngãi luôn các bạn để mà bà ngoại sinh con thì khi mà sinh con ra là lúc đó bà ngoại rất là yếu rồi tại vì vừa mới gỡ yếm mà trong nhiều tháng trời hả là bệnh truyền miên như vậy rồi thêm cái bệnh đau bao tử rồi thêm bị yếm nữa cho nên nó là lúc này bà ngoại rất là yếu luôn nhưng mà khi sanh con ra thì cái người đó cũng khỏe mạnh các bạn thì ở trong phòng á là cũng có mấy người sinh con thì có một người á là con mất không may qua đời khi mà vừa mới sinh thôi thì nghe cái hoàn cảnh của ông bà ngoại như vậy á thì người ta đã năn nỉ người ta quỳ lại người ta khóc quá trời luôn người ta nói rằng á là bây giờ chị thấy yếu rồi với lại anh chị cũng có nhiều con á cho nên thôi bây giờ á là con của tôi á là dạng giống như mới sanh mà nó không có mai nó mất gì đã thì anh chị cho tôi đứa con này đi rồi tôi hứa là tôi sẽ nuôi dạy nó lớn khôn thì sau đó ông ngoại thấy rằng ban đầu tính là không có cho đâu Nhưng mà ông ngoại thấy mình cũng có nhiều con nè Rồi đó là thấy bà ngoại yếu quá trời Rồi sợ mắc công rằng là bà ngoại sẽ là nuôi con rồi lao lực hơn Không có khỏe được Thành ra ông ngoại đã quyết định là cho cái người con thứ chín đó cho người kia để mà nuôi luôn. Thì sau khi mà bà ngoại xuất viện thì ông ngoại mới đưa bà ngoại về Cà Mau. Nhưng mà khi về là mới có mấy ngày sau thì bà ngoại của bạn là đã qua đời luôn các bạn. Thì cái lúc mà bà ngoại qua đời gia đình cũng rất là đau khổ rồi cũng chôn bà ngoại sau nhà thôi. Nhưng mà bắt đầu từ đó về sau ha là linh hồn của bà ngoại cứ hiện diện trong nhà mà mẹ của bạn kể rằng là ở trong nhà thì không có ai thấy bà ngoại đâu dạng giống như là chỉ nghe tiếng thôi chứ chưa bao giờ thấy hình cả bà ngoại không có cho người nhà thấy nhưng mà lại cho những cái người ngoài những cái người ở trong xóm thấy cái người đầu tiên đó là bạn thân của mẹ của bạn thì hôm đó là cái gì đó qua rủ mẹ của bạn đi chơi đi vừa tới đầu ngõ thôi là gì nhìn vô á là gì thấy bà ngoại đang đứng ở trong cửa sổ á mà mặt mày bà ngoại nhìn không phải là hung dữ nhưng mà dạng giống như là hồn ma mà các bạn cho nên nó là nhìn sợ lắm thì đứng ở trong cửa sổ mà cứ ngoắc 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 vậy nè thì cái người bạn đó của mẹ ha cho tới sau này mấy chục năm trời luôn cũng không có dám qua nhà của bạn lần nào tại vì cứ ám ảnh hoài rồi có những cái người hàng xóm là người ta nhìn thấy bà ngoại dạng giống như thấy thôi chứ cũng không phải là nhét gì người ta còn bà ngoại á là đã theo con mình để mà bảo vệ con mình rất là nhiều các bạn tưởng tượng á là hả sau khi mà bà ngoại mất cho cái người con thứ chín rồi á là còn mấy người con vẫn còn nhỏ nhỏ ha thì hôm đó đó là cậu hai của bạn tên là kim cậu ngủ thì ngủ giống như là nguyên một cái giường lớn rồi mấy anh em á là ngủ hả giống như cá mồi vậy đó thì khi mà cậu hai đang ngủ mới nghe tiếng bà ngoại kêu nghe kêu rằng á là hai kim hai kim hai kim dậy coi dậy coi kiếm em mày coi kiếm thằng tám coi kiếm thằng tám coi nó mất tiêu rồi kìa anh gì mà ngủ gì mà sai không có biết em mình đó là mất tiêu nữa thì lúc này á là cậu hai của bạn á mới giật mình khi mà dòm lại á thì thấy rằng á là cái người cậu thứ tám của bạn nó mất tiêu cho nên nó là cậu hai mới quản hồn cậu hai mới đi kiếm thì cuối cùng kiếm đâu các bạn biết không là cậu tám ngủ mà lăn xuống giường rồi té rớt xuống giường xong rồi lăn vô ở trong cái gầm giường đít giường á là nằm ở dưới vậy đó mũi cắn quá trời luôn thì lúc đó là cậu hai mới hả là chung vô loi cậu tám ra đem cậu tám lên giường mới nhớ lại rằng là mới nãy mẹ kêu mình mình nghe rõ ràng cái tiếng mẹ kêu thì nói chung á là bà ngoại cũng hiện diện trong nhà rất là nhiều sau này á thì ông ngoại cũng làm rất là nhiều việc để mà nuôi con con cái nheo nhóc quá mà cho nên nó là ông ngoại đã kết hôn với lại một người phụ nữ thì cái bà ngoại sau này nè bạn nói rằng á là bà cũng có chồng trước có hai đứa con khi mà lấy ông ngoại á thì có thêm hai đứa con nữa thì bà hay ăn hiếp con của bà ngoại trước dữ lắm hay ăn hiếp lắm các bạn mẹ nói rằng là cũng kiếm chuyện đánh hoài à mà cứ mỗi lần mà hả đánh hả là mấy gì mấy cậu của bạn ha là thế nào tối cũng bị bà ngoại tán tán mà ta nói hả mặt mày sưng chù dù con mắt sưng húp luôn hoặc là nếu không tán á là sẽ hành cho bệnh bệnh đến nỗi nha đi khám bác sĩ không hết uống thuốc không hết nhưng mà chỉ cần cúng một mâm cơm hả năn nỉ khấn vái xin lỗi thì sẽ hết mà hả cái bà này cũng không có tởn các bạn cứ hả là nhiều khi ăn hiếp nhiều khi kiếm chuyện đánh con của bà ngoại vậy á là nhiều lần lắm thì lần nào á là cũng bị bà ngoại hành hoặc là giả cho cái mặt sưng lên con mắt sưng lên á thì riết rồi bà cũng tởn sau này á là bà hay nói giỡn với mẹ của bạn nói rằng á là mẹ mày á trời ơi bà chết rồi mà bà gan hết sức luôn vậy đó nhiều khi hả má nằm mà má thấy bà về bà kêu rằng á là bà trả ông hai lại cho tôi ai cho bà lấy ông hai bà lấy chồng tôi vậy trả ông hai lại cho tôi thì kể vui cho mẹ của bạn nghe vậy thì dần dần á là bà cũng không có còn đánh những đứa con của chồng trước nữa cho nên đó là cũng ít thấy bà ngoại về với lại hả là mấy cái người gì cậu mẹ của bạn dần dần lớn lên đó thì cũng không có thấy về nữa không có nghe tiếng nữa nha các bạn nhưng mà sau này á là khi mà cậu hai kim của bạn lớn á thì cậu hai cũng lập gia đình mà các bạn biết á, là cũng mười mấy năm sau thì cứ tưởng rằng á, là bà ngoại của bạn á, là đi đầu thai rồi không à nhưng mà không nghe các bạn lần đó là cậu hai á, là lập gia đình có bốn người con thì cậu hai của bạn á, là hay đi văn câu dữ lắm tối á, là cậu sẽ đi văn câu nhiều khi cho tới sáng mới về thì cái lần đó cậu hai kể rằng á, là cũng đi văn câu đi bằng cái cái xuồng nhỏ đó rồi bắt đầu là cắm câu cắm câu xong cái cậu mới leo lên xuồng cậu nằm cậu tính là ngủ một giấc rồi hồi đi thăm câu sao thì trong cái lúc mà đang nằm liêm diêm liêm diêm vậy đó cái tự nhiên là cậu hai mới nghe tiếng bà ngoại kêu nghe tiếng kêu rằng là kim hai kim về đi về đi con vợ mày nó lấy người ta rồi vợ mày nó lấy người ta rồi về đi về đi thì lúc đó là cậu hai mới giật mình thức dậy nhưng mà cậu hai nghĩ rằng trời Sao mà mình nghe tiếng má văng vẳng đâu đây vậy trời Mà lâu rồi không có nghe tiếng má nữa Sao hôm nay tự nhiên nghe vậy ta Ôi chắc là nhiều khi mình ghen quá cái Giống như là mình nằm mơ Mình nghe vậy thôi chứ không có gì đâu Thì sau đó là cậu hai mới nằm cậu hai ngủ tiếp thì trong cái lúc ngủ á các bạn biết cái 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 mái chèo á các bạn thì cậu hai mới nghe cái mái chèo này nè nó đánh vô trong cái xuồng mà cậu hai đang nằm á nó đánh kêu rầm 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 luôn và tiếng của bà ngoại lanh lảnh rõ ràng nói rằng á là mày về không mày về không mày làm gì ngủ hoài vậy vợ mày nó lấy người ta ở nhà kìa đi về đi về đi thì cậu nghe tại vì lúc này cậu chỉ mới nhắm mắt thôi chứ cậu chưa ngủ cho nên nó là cậu quản hồn cậu bật dậy rồi cái cậu cuốn lưới cậu về luôn Thì khi mà cậu về cậu thử coi coi làm sao Về thử giữa đêm thử coi làm sao Thì ai về dạ thiệt các bạn Lạ hả mợ hai của bạn đã dắt trai vô Cái lúc mà cậu hai về là thấy hai người đang gian giếu Ở trên giường của cậu mợ luôn Thì đó là cái chuyện mà cậu hai của bạn đã nghe Không có thấy nha các bạn chỉ nghe thôi Xong rồi thêm hả là nhiều năm sau nữa Là tới cháu nội của cậu hai kim này thì cháu nội của cậu hai năm đó cũng mới có 11 12 tuổi thôi. Khi mà đi học về các bạn thì đi ngang qua một cái đoạn đường đó là hay xảy ra tai nạn dữ lắm. Thì bé mới đi học về cái tự nhiên về bị hành sốt. Mà thời điểm đó là lâu thiệt là lâu rồi, không còn ai nói là thấy bà ngoại nữa, không còn ai trong nhà nói là nghe tiếng của bà ngoại nữa. Cho nên cứ nghĩ mấy chục năm sau rồi thì bà ngoại chắc là đã đi siêu thoát hoặc là đi đầu thai rồi ha nhưng mà không các bạn thì cái ngày hôm đó cháu nổi của cậu hai kim này nè là đi học về tự nhiên đó là bén hành sốt nó hành sốt xong rồi nó cứ lừ đừ ban đầu thì gia đình cứ tưởng rằng là nó bị sốt thông thường thôi nhưng mà không nha tới hả là chiều chiều á là nó đi nó nhón cái gót chân các bạn tưởng tượng nó nhón cái gót chân nó chỉ đi bằng hai cái ngón chân cái thôi rồi cái hả là cái kiểu mà giống như là nó lướt á nó lướt ra ngoài sân vậy đó thì gia đình thấy kỳ quá cho nên nó là mới ảnh đi bệnh viện khám thử khi mà vô bệnh viện á thì trong bệnh viện nói là sức khỏe của bé hoàn toàn bình thường cho nên đem về và cái lúc đem về á thì nó làm rất là ghê nó quậy rất là ghê cho nên hàng xóm kêu rằng á làn nhỏ này giống như bị dông nhập vậy đó thôi đem đi thầy thử coi thì cũng đem đi thầy khi mà vô thì ông thầy ông coi ông nói rằng là có cái dông mà dông này là dông giống như là chết ở ngoài đường bị tai nạn chết thấy bé nó đi học ngang về á cho nên nó là đi theo và muốn bắt hồn nó nhưng mà may mắn là nó có một bà cái bà này là ở hả là giống như là lớn tuổi và bà hả là theo nó để mà giành lại cái 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 xác của nó giành lại cái xác của nó Xong cái gia đình mới hỏi rằng là thầy có thấy cái bà đó, thầy tả lại cái hình dáng bà đó coi làm sao thì ông thầy không thấy bà ngoại. Cho nên nó là ông tả lại cái mặt mày hả mình mẩy rồi mặc đồ tóc tai làm sao. Thì sau khi mà nghe ông thầy này tả ha là người nhà mới ngã ngửa, đó chính là bà ngoại mà trong khi lâu lắm rồi là gia đình đâu có ai mà nghe bà ngoại về nữa đâu mà hôm nay á là bà ngoại đã che chở cho cái người cháu cố của mình các bạn thì sau đó là cái con bé này nó lớn một chút á là nó đã thờ bà ngoại nó thờ bà ngoại của bạn nó gọi là bà cố nha nó thờ tại vì á là bà đã theo độ cho nó ông thầy nói rằng á là bà theo độ cho con bé này rất là nhiều bảo vệ cho nó chứ nếu không á là nó tiêu rồi cái lần đó là bị vong á là xém nó bắt được rồi nhưng mà may mắn là có bà ngoại dành dụ lại các bạn Thì đây là cái câu chuyện mà bạn ở Hàn Quốc đã gửi về cho kênh chúng ta Thì bạn viết cũng lung tung lắm Thi đó là Thi sắp xếp lại để cho hả là nó hả xuyên suốt cả cái câu chuyện Thì nếu mà có vấn đề gì thì các bạn thông cảm cho Thi ha Và khi mà nghe cái câu chuyện này tuy rằng không có sợ đâu Nhưng mà mình thấy rằng đó là cái tình mẹ thương con rất là lớn lao Mặc dầu bà ngoại đã qua đời rồi Nhưng mà vẫn theo để mà bảo vệ con, bảo vệ cháu của mình các bạn. À, các bạn thấy xúc động các bạn ha. Hôm nay là tháng Du lan hôm nay là rằm luôn á. Cho nên đó là mình có mẹ thì mình vui mừng các bạn ha. Còn bạn nào mất mẹ thì rất là buồn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là của một bạn nữ thì bạn nữ này quê ở Rạch Giá Kiên Giang bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện câu chuyện thứ nhất là do bạn và ông xã của bạn đã nhìn thấy thì bạn kể là bên nhà chồng của bạn á là chuyên về sửa máy móc máy tàu máy xe rồi đó các bạn thì chồng của bạn cũng có một cái chiếc xe để mà cẩu hàng chở hàng cho người ta thì do là xây nhà cho nên nó là thí dụ như nếu mà đi gần gần đó, thì bạn không có đi theo chồng đâu còn thí dụ như nếu mà đi xa thì bạn sẽ là dành đi với chồng bạn hai đứa đi nói chuyện hữu hủ hỉ cho nó vui thì cái lần đó đó là chồng của bạn nhận chở hàng từ ở rạch giá kiên giang mà về cà mau thì lúc này bạn cũng đòi đi theo thì sau khi mà chở xuống với Cà Mau rồi Xuống hàng xong hết rồi á Thì lúc đó là tầm khoảng chừng 1 giờ đêm nha Bắt đầu á là không có nghỉ lại Mà lên xe để mà về luôn Thì trên cái lúc mà hả lên xe rồi Lúc đó tầm khoảng chừng gần 2 giờ sáng Bạn kể rằng á là khi mà đang chạy á cái tự nhiên cái đoạn này thì vắng lắm không có nhà cửa không có nhà cửa gì cả mà cũng không có đèn đường luôn các bạn thì khi mà đang chạy hai đứa đang nói chuyện thì hai đứa cùng nhìn thấy có một người đàn bà mà cái bà này tóc rất là dài nha và bà mặc nguyên một cái bộ đồ bà ba màu trắng thì lúc đó bà đi ở bên lề đường á thì khi mà hai đứa nhìn thấy cái hai đứa mới nói ủa sao cái bà đó ở xung quanh đây không có nhà mà sao giữa đêm giữa hôm sao cái bà đó đi gì thấy ghê vậy em là chồng của bạn nói vậy, cái bạn mới nó hoan đêm đi, đi coi coi, thì lúc mà nhìn thấy vậy cái bà quẹo, bà quẹo vô các bạn thì cứ tưởng rằng bà quẹo vô nhà bà không à, nhưng mà khi mà hai vợ chồng đi ngang á, là hai vợ chồng không thấy nhà cửa gì cả, cái chỗ đó là nguyên một cái bãi đất trống và xung quanh có vài cái cây lưa thưa, mà có một cái điều rằng đó là khi mà bà này quẹo thì chỉ tầm khoảng hai giây sau thì cái bà này mất tiêu mà trong khi chỗ đó không có một cái chỗ nào gốc khuất hay là nhà cửa gì cả thì bả đi đâu là chỉ thấy bả quẹo vô cái hai giây sau thấy bả mất tiêu thì hai đứa là biết rằng mình nhìn thấy ma thì đó là cái câu chuyện đầu tiếp theo là câu chuyện thứ hai câu chuyện này là do chồng của bạn nhìn thấy thì cái lần đó đó là chồng của bạn đi cùng với lại hai đứa em chồng chở hàng về gạch hào sau khi mà xuống hàng xong á là cũng lên xe để mà đi về thì cái vô cái đoạn đó là nó tối tối thiệt là tối luôn nha các bạn thì lúc này á là chồng của bạn mới đang chạy thì đang nói chuyện với lại hai đứa em thì vô tình đó là mới nhìn vô trong cái kiến chiếu hậu á thì thấy rằng là cái bẩn của cái bẩn thùng xe sao á là có một người đang ngồi trên cái bẩn đó thì chồng của bạn mới giật mình nhìn á thì thấy rằng á là cái người này đầu tóc thì bù xù mà chồng của bạn không có giờ dám dòm cái gương mặt của cái người này chỉ thấy rằng á là nó đang ngồi trên cái bẩn thùng xe sao vậy thôi đầu tóc bù xù vậy đó ha cái chồng của bạn hết hồn mới quay qua mới nói với lại hai thằng em chỗ tụi bay có ai ngồi phía sau kìa chỗ tao thấy rõ ràng cái xong tới ngay chỗ cái đoạn đó thì nó có đèn nó sáng một chút và ngay cái đoạn đó có một cái miếu thì nhìn lại không thấy nữa thì chồng bạn nghĩ rằng đó là giống như là người ta đi mà quá gian xa một đoạn rồi là tới cái miếu người ta nhảy xuống thì đó là cái câu chuyện thứ hai rất là đơn giản các bạn ha Tiếp theo là cái câu chuyện thứ ba, chuyện này sự lạ nè, các bạn nghe xong các bạn đoán thử coi. Thì chuyện này á là do cái người cậu Út chồng với lại á là một cái anh mà anh này á là theo phụ cậu Út, ảnh tên là Sịnh. Thì cậu Út chồng của bạn là chuyên môn sửa máy móc tàu ghe rồi đó các bạn. Thì cái lần đó đó là cậu Út xuống dưới sông Đốc Cà Mau để mà sửa máy. Thì mỗi lần đi như vậy á là tầm khoảng 2 3 ngày mới về không à. Sửa xong rồi cái nhiều khi là 2 3 ngày sau lại quay xuống dưới tiếp nữa để sửa cho cái máy khác. Thì lần đó là cậu Út với lại anh Sịnh này đi Khi mà đi á là đi một chiếc xe Khi xuống dưới sửa máy xong Hai ngày sau bắt đầu về Mà cái lúc về lúc đó tối rồi Nhưng mà cậu Út nói rằng đó là thôi về luôn đi Tại mai tao mắc công chuyện Cho nên nó là về luôn đi Thì anh Sịnh này cũng chịu Thì cậu Út mới chở anh Sịnh về ha Lúc mà vô cái đường xuyên Á Cái khu Thới Bình á Lúc đó là tầm khoảng chừng 2 giờ sáng thì cậu út mới nói rằng chợ tao buồn ngủ quá mẹ ơi tao buồn ngủ quá thôi chắc uh, kiếm cái quán cà phê nào á uh, là ngừng lại ngủ một chút mà các bạn biết cái đường thơ đường xuyên á này buổi tối là anh có quán cà phê nào anh xịn kia anh nói rằng á uh, là thôi hả chú đưa con chở cho mà chú út này không chịu chú nói rằng á uh, là thôi hả uh, mày, mày 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 để tao kiếm cái quán cà phê tắp vô ngủ một chút mày chạy một chút mày buồn ngủ à thì đang chạy tự nhiên á uh, là thấy có một cái chòi mà chú út với lại cái anh Sịnh này nè kể rằng á uh, là cái chòi này nó rất là nhỏ nhỏ lắm các bạn thì lúc đó chú út thấy một cái chú út mới tấp vô nhìn vô trong cái tròi thấy có hai cái giỏng hai cái võng thì chú út á là mới nhảy vô thì lúc đó hả là chú út ngồi trên võng chú út mới kêu rằng á là có ai bán nước gì không thì lúc này ha là có một bà già bà đi ra bà ra bà hỏi rằng á là hả uống gì chú thì anh xịn mới nói là cho con hai ly cà phê thì hai người mới ngồi mà chú út do ổng mệt quá cho nên nó là ổng nằm trên võng ổng ngủ luôn còn riêng anh Sịnh á thì ảnh lại có một cái cảm giác là sao nó kỳ lắm nó kỳ lắm trong cái tròi này ha là nhỏ xíu nha các bạn chỉ đủ hai cái võng rồi ở bên đây á thì có một cái tivi mà cái tivi theo cái kiểu mà hồi xưa cách đây mấy chục năm về trước mà dạng tivi trắng đen á các bạn nhưng mà không có mở gì nha các bạn và chỉ có làm nghe cái tiếng ra thôi và cái tiếng đó là cái tiếng cải lương rồi á hả là có một cái ngọn đèn dầu xong cái hồi sao cái bà già này bà mới cầm hai cái ly cà phê lên bà để trên bàn rồi cái bắt đầu bà ngồi kế tivi bà cứ nhìn vô chú út và cái anh sịnh này không thì anh Sĩ này thấy lạ quá sao cái khung cảnh nó kỳ lắm nó kỳ nó mình mình cảm giác giống như là mình lạc vô trong một cái thế giới nào các bạn nghĩ đi giữa cái chỗ đó không có ai hết trơn mà tự nhiên nghe tiếng cải lương rồi một bà ngồi cứ nhìn mình hoài tự nhiên thì kể tới đây thì nổi da gà là một bà cứ ngồi nhìn mình hoài đó cái anh này mới ứng ớt cho nên nó là ảnh mới kêu chú dậy đi dậy đi về chú ơi con chở chú cho về chú ơi con chở cho dậy đi dậy đi thì chú không chịu nó ơi ngủ một chút đi rồi thì về mày làm gì gấp dữ vậy thì anh này á là đành tại vì cái ông chú út này ổng rất là gan ổng gan lắm ổng sợ hả là gì? ổng sợ ma luôn các bạn thì anh xịn này cứ nằm mà coi như là không ngủ được cái không gian lúc đó nó nó lành lạnh nó 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 lạ lắm tuy rằng giữa khuya thì nó lạnh thiệt nhưng mà cái kiểu lạnh này của nó nó lạ lùng giống như mình lạc vô trong một cái thế giới ảo ảnh nó ảo ảo nó kỳ cục thì anh này cứ ngồi ngồi anh như đó nhìn bà già này bà không nói tiếng nào các bạn bà cứ ngồi kế tivi và bà, bà nhìn vô trong hai người và anh cũng không thấy rõ được cái gương mặt của bà già này tại vì trong cái chòi này có ngọn đèn dầu thôi xong cái hồi sau ảnh sợ quá rồi cái ảnh mới kêu chú con nói rồi dậy đi dậy đi có gì con chở cho dậy dậy con ở đây đâu ghê quá sợ quá thì chú út này thấy rằng sao mà cái thằng quỷ này nó cứ kêu hoài cho nên đó là chú cũng vậy luôn thì sau đó là hỏi nhiêu tiền thì bà nói là hai ly cà phê mười ngàn rẻ thúi vậy đó các bạn thì cũng trả tiền ha trả tiền xong cái hai người mới về thì khi mà về á cũng có chuyện gì đáng nói đâu nhưng mà đáng nói là hai ngày sau là hai người lại tiếp tục xuống sông đốc cà mau để mà sửa máy thì khi mà về á lạnh xịn này á cũng có nói rằng á là chú chú con thấy hình như bà đó ma chứ không phải người kỳ lắm tự nhiên cái cảm giác của con kỳ lắm mà chú út này nói mày mệt mày tào lao quá để hả vài bữa nữa mình lên mình đi ngang đó rồi hả có cái tròi đó mày thấy liền cái gì mày du duyên tự nhiên nói người ta ma nhưng mà hai ngày sau khi mà hai người quay lên sông đốc á đi ngang chỗ đó không thấy một cái tròi nào cả <laughs> các bạn chỗ đó là hoàn toàn không có cái tròi nào cả mà hai người cứ đi tới đi lui đi tới đi lui cứ hả là đi xuống sửa máy hai ba ngày về trên đường về để ý cũng không thấy về xong lên lại xong đốc để ý cũng không thấy mà cứ đi tới đi lui hoàn toàn không hề có một cái tròi nhỏ xíu nào như vậy thì các bạn thấy như sao anh sịnh nó thì ảnh nhất quyết là cái bà đó là ma có thể là cũng không phải là nhét mình mà dạng giống như là thấy mình mệt mình lỡ đường cho nên đó là người ta cho mình nghỉ đỡ nhưng mà là ma chứ không thể nào là người thì còn chú út á thì chú cũng không lý giải được là tại sao á là mới có hai ngày thôi cái tròi đó mất tiêu chỗ đó là hoàn toàn hoang vắng không có ai không có nhà cửa gì cả thì theo các bạn các bạn nghĩ sao còn riêng thi á thì thi nghĩ chắc là anh Sịnh nói đúng có thể là do thấy hai người cũng mệt cho nên đó là bà này đã làm ra một cái khung cảnh vậy để cho hai người vô nghỉ ngơi một chút nhưng mà do anh Sịnh ảnh nhạy cảm sợ quá cho nên nó ảnh sợ ảnh đi thôi chứ bà này cũng đâu có ác ý mà nhát gì đâu các bạn chỉ ngồi nhìn hai người thôi nhưng mà thiệt tình nếu mà mình trong cái trường hợp đó đó thì mình cũng khá là sợ các bạn ha thì đó là cái câu chuyện cuối của một bạn ở rạch giá kiên giang đã gửi về tiếp theo thi sẽ kể một câu chuyện ngắn nữa câu chuyện ngắn này là của một chị chị này là nghe từ mẹ của chị đã kể lại câu chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu đó là vào năm mậu thân năm 1968 nghìn thì nhà của ông bà ngoại của chị á Là ở đường Vĩnh Viễn Ở bên quận 10 Thì bà ngoại mất rất là sớm Cho nên nó là chỉ có ông ngoại Một mình đó là nuôi mấy người con thôi Thì mẹ kể rằng á Là do ông ngoại của chị á Là hồi xưa là làm nghề sắt á các bạn Cho nên nó là trong nhà Có rất là nhiều sắt dụng 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 như nè thì hồi một hôm không biết rằng ai đã làm đổ ra một cái lon nhớt cho nên nó là ông ngoại mới kêu á, là dì út của bạn, dì út của chị á là đi ra ngoài đường lấy cát rồi á là bỏ vô trong cái rổ rồi giống như là mình rây 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 để cho cát nó rớt xuống dưới lại những cái chỗ nhớt đó để mà dễ hốt dễ dọn. Thì dì út của bạn cũng đi và làm. Thì sau đó cũng bình thường nhưng mà tầm mấy ngày sau thì tự nhiên cái thái độ của dì út rất là kỳ. Dì Út rất là kỳ luôn, cái tính tình của dì Út cũng tự nhiên thay đổi như là một người đàn ông vậy đó rồi á là ngày ngày á là gì út cứ cái kiểu giống như là cởi ngựa rồi bắn súng các bạn rất là lạ cho nên nó là trong sớm người ta nói rằng sao nhỏ này giống bị dông theo quá thử đưa nó đi thầy thử coi làm sao thì lúc đó là ông ngoại cũng đưa đi đi vô á thì ông thầy nói á là vì út có một cái dông nam nhập vô thì ông thầy này á là cũng trục cái dông này ra thì ông thầy mới hỏi cái dông nam này rằng á là tại sao lại theo con người ta con người ta còn nhỏ xíu tự nhiên ông theo thì ông này ông nói rằng là tôi là tôi bị bắn chết chết ngay chỗ trước nhà của ông ngoại luôn mà hả tôi chết thì người ta cũng đem xác tôi đi mà cái hồn tôi tôi cũng đi được tôi ở đó thì hôm đó nhỏ này bé này nó lấy cát á thì tôi nương theo cát tôi vô ả à, là nó rước tôi vô mà chứ tôi đâu có tự nhiên tôi vô nhà người ta đâu nó rước tôi với lại tôi vô tôi thấy nó hợp cho nên tôi theo nó thôi thì ông thầy nói rằng đó là trời ơi ông ơi trời ơi con ta còn chút xíu mới có mười mấy tuổi tự nhiên ông theo con ta thôi ông đi đi rồi á là có gì á đừng có phá đừng có nhập vô bé nữa rồi có gì tôi kêu nhà người ta cúng cho thì ông này nói rằng á là cúng cho ông đi ổng đi á thì ông cũng biết đi đâu ông cứ quẩn quanh ở phía trước vậy đó thì cứ cúng cho ông đi thì ông ngoại của bạn đã hứa rằng á là sẽ cúng mỗi tháng hai lần thì ông chịu các bạn thì từ đó về sau ha là cứ mỗi tháng hai lần mùng hai mười sáu là mẹ của bạn sẽ cúng phía trước để cho cái ông đó ông dùng ông ăn thì mẹ kể rằng ông này ông rất là linh cái hôm nào mà mẹ bán á mà bị ế á các bạn cái mẹ mới khấn vái mẹ nói trời ơi, ông ơi giờ bán ế quá mà bán ế á thì tiện đâu mà mua đồ cúng cho ông hả ông cho bán đắt đi rồi á có tiền mới mua đồ cúng cho ông được thì sau đó là khách rất là đông các bạn bắt đầu người ta mua hết đồ luôn rồi hả là mẹ cúng thì sau đó thì dì út cũng không bị gì sau này dì út lấy chồng đi chỗ khác ở mẹ của bạn cũng vậy lập gia đình cũng đi chỗ khác ở luôn về sau thì không có cúng nữa nhưng mà mẹ nghĩ rằng là cái ông đó đã đi đầu thai rồi thì đây là cái câu chuyện của một chị đã gửi về cho kênh chúng ta thì hôm nay thi kể những cái câu chuyện cũng không có đáng sợ gì nhiều nhưng mà cũng khá là hay các bạn ha tại vì các bạn lạ lắm có bữa nào mà thi kể mà chuyện nào hơi ghê ghê hơi sợ là các bạn nói là sao mà giống như chuyện bịa chuyện hư cấu còn hôm nào mà kể chuyện nhẹ nhàng đáng yêu thì các bạn lại nói rằng sao mà chuyện không có đủ đô gì cả nhưng mà do là mình kể chuyện do nhiều người gửi về cho nên nó là sẽ có chuyện này chuyện khác Thành ra là các bạn nghe để giải trí cho vui hoặc là mình rút được kinh nghiệm nào thì mình rút thôi các bạn ha. Thì thôi bây giờ đó là thi ngừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1163 thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thi. À, thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm rồi ngủ ngon các bạn nha xin chào